Các bạn thân mến, bây giờ tiếp theo đấy ta sẽ học về tam thức bậc hai. Thì tam thức bậc hai các bạn nhớ thấy đó là ngoài cùng dấu với A, hai phía hai đầu cùng dấu với A và phía trong sẽ là trái dấu với A. Nhớ như vậy, hai tay hai đầu cùng chính giữa trái. Nhớ được bí quyết như vậy thì chúng ta sẽ làm ví dụ sau đây. Đầu tiên người ta hai bài toán này, thầy nói về hai bài toán này. Hai bài toán này các bạn chỉ có phân tích và nhớ thầy ở một điểm thôi. Đó là cái hệ số A này. Nhá, hệ số A ban đầu này. Nhá, hệ số A đấy là 2, cả hệ số A đấy là -1. Đấy, một bên dương và một bên âm. Từ đó ta đi đến phân tích. Đầu tiên các bạn bấm máy tính để giải quyết cái phương trình bậc hai này cho thầy. 2x bình phương -6x cộng 4 bằng 0. Đấy, các bạn bấm vào máy tính Casio FX580 như sau, đó là nhấn 1. Được chưa? 1 xong đó. Chính là cái nút setup phía đến đấy. Sau đó chọn phím số 9. Tiếp theo sẽ là phím số 2. Máy sẽ hỏi ra là chọn phương trình bậc bao nhiêu thì các bạn chọn số 2 luôn. Sau đó các bạn nhập hệ số như sau. Nhập hệ số 2 bằng -6 bằng rồi 4 bằng bằng. Thì máy tính sẽ cho chúng ta hai nghiệm. Đấy, các bạn mở máy tính xong thì việc ghi thôi. X bằng 1 và x bằng 2. Đúng không? Đấy, x bằng 1 và x bằng 2. Lúc này các bạn vẽ cái bảng bảng sẽ dấu ra như thế. Đấy. Các bạn chia làm hai dòng. Dòng thứ nhất là x. Dòng thứ hai là y. Được chưa? Phía bên trái là âm vô cùng. Phía bên phải dương vô cùng. Chưa? Bài toán nào thì các bạn cũng lập ban đầu như thế này. Rồi, tiếp theo đây, phía trên này các bạn điền hai cái nghiệm này vào. Thứ tự điền sẽ là sắp xếp từ nhỏ đến lớn. 1 nhỏ hơn 2 nên sẽ ghi trước. 1 rồi đến 2. Đấy. Đấy, tại 1 và 2 các bạn phải rõ bằng 0, đúng không? Vậy nên các bạn phải điền đấy bằng 0. Đấy. Bây giờ các bạn nhìn này, A dương và các bạn vẫn dùng ngoài cùng dấu với A. Ngoài cùng dấu với A dương nên các bạn phải đánh dấu dấu cộng phía bên ngoài nhé, hai bên dấu cộng đấy và chính giữa thì trái dấu, ngoài cộng đuôi thì đóng phải như này trừ. Đấy, vậy là chúng ta đã hoàn thành được bài toán. Lúc này nếu D yêu cầu là đi tính Y lớn hơn 0 thì các bạn có thể kết luận được rằng là chính này phía hai đầu này là lớn hơn 0. Đấy, đó là X bé hơn 1 hoặc X lớn hơn 2 thì khiến cho Y lớn không. Và nếu D yêu cầu tính Y bé hơn 0 thì các bạn đi đến kết luận rằng là X thuộc khoảng 1 đến 2. Đấy. Rất dễ đúng không? Bây giờ các bạn có bài tiếp theo để so sánh được sự khác nhau này. Ta sẽ lấy Y trừ X bình phương trừ 2 cộng 3 bằng 0. Đấy, các bạn bấm máy tính ra. Đấy. Sẽ đọc phía trên, sau đó chọn 9, rồi chọn 2, rồi chọn 2. Đấy, nhập hệ số -1, -2, 3. Đấy, thì máy sẽ cho kết quả gồm có x bằng 1 và x bằng -3. Đúng không? Lúc này các bạn đi vẽ về mạng sử dụng. Các bạn vẽ ra. Dòng thứ nhất luôn là x, dòng thứ hai là y. Phía bên trái âm vô cùng, phía bên phải sẽ là dương vô cùng. Được chưa? Sau đây các bạn sẽ điền hai thằng này vô. Thì giống như bài bên này vậy, bài nào cũng vậy, các bạn phải sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Nhỏ đấy là -3. Được chưa? Rồi, rồi đến 1, đấy, sắp xếp từ nhỏ đến lớn. Tại hai cái điểm này, các bạn đã cho bằng 0. Vậy nên các bạn phải ghi 0 dưới này. Đấy, bây giờ ngoài cùng, hai đầu phải cùng. Cùng ở đây là cùng với hệ số A đây âm. Âm tức là âm 1 đấy. Âm 1 ở đây nên cho các bạn phải ghi hai thằng hai đầu này là âm. Và chính giữa thì phải trái dấu, do nó bằng 0. Đấy, từ đây các bạn đi đến kết luận Y lớn không khi nào? Đó là khi x thuộc
3 điểm 1 đấy, các bạn chỉ việc đặt x đấy thôi, sau đó điền dấu vào nhá. Đấy, x 5 chính giữa của hai này. Rồi, y bé thuộc không khi nào? Đấy, khi có hai trường hợp. Một trường hợp đây, một trường hợp đây, các bạn đặt x đây chẳng hạn. Đấy, đúng không? Đó. Thì có x bé thua âm 3 hoặc x lớn hơn 1. Vậy chúng ta đã xong bài toán. Các bạn thấy đơn giản không? Chỉ việc bấm máy tính và đưa ra thôi. Nãy giờ ta nói về trường hợp là gì nè? Phương trình có hai nghiệm. Bây giờ lỡ các bạn bấm máy tính xong gặp phải bài toán có một nghiệm chẳng hạn, hoặc là vô nghiệm chẳng hạn, các bạn làm như thế nào? Thì hai trường hợp này là nó giống nhau. Các bạn chỉ cần như này, toàn bộ trên bảng chuyển dấu đều cùng dấu nhau cả và cùng dấu với hệ số A. Các bạn để ý nha. Đầu tiên các bạn tính bài này, các bạn bấm máy tính ra chẳng hạn x bình phương trừ 2 cộng 1 bằng 0. Khi các bạn bấm máy tính thì máy tính cho được một nghiệm x bằng 1. Lúc này các bạn vẽ bảng lấy thêm bảng chuyển dấu bình thường. Được chưa? Đấy, dòng thứ nhất là x, dòng thứ hai là y, phía bên trái là âm vô cùng, phía bên phải là dương vô cùng. Chưa? Các bạn điền nghiệm vào. Tài nghiệm đấy các bạn cho nó bằng không, cho nó ghi đây không. Và có một cái hay đó là toàn bộ bảng chuyển dấu này cùng với hệ số A cả, ở đấy là mang dấu dương. Vậy nên các bạn điền đây là dấu cộng. Chưa? Đối với bài này chẳng hạn, các bạn bấm máy tính ra x bình phương trừ 1 bằng 0 thì máy rõ vô nghiệm, đúng không? Vô nghiệm. Thì lúc này các bạn tương tự các bạn vẽ bảng chuyển dấu nào. Vì là vô nghiệm nên phía trong x không có gì để điền cả, đúng không? Và các bạn chỉ xem cái hệ số A ở đấy là dấu gì thì điền phía dưới đó dấu đấy. Ở đây là dấu trừ. Đấy. Vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái giải toán về tam thức bậc 2. Chúc các bạn học tốt.